Hello, xin chào tất cả người và trong số đó này mình sẽ chơi vị tướng Omen với bộ trang phục là sĩ quan Viễn Chinh. Anh em có thể biết được rằng hiện tại Omen nằm trong kho báu Liên Quân Mobile và khi mà vị tướng này mới ra mắt thì vị tướng này đã đứng top đầu với khả năng tỷ lệ thắng khi mà được chọn một phát là thắng luôn. Ấy, không phải đấy là đấy là cái tỷ lệ đấy nha, chứ còn phụ thuộc vào cái kỹ năng của anh em là thường xuyên. Nhưng mà với độ bé của nó bây giờ, nhưng mà anh em thường thường đấu danh kim cương và cao thủ bây giờ không cấm vị tướng Omen mà thay vì đó là Superman và vị tướng TV. Không hiểu tại sao khỏe như thế này không bị cấm. Ok, thế là mình rất là có cơ hội để có thể chơi vị tướng Omen trong trận đấu danh cao thủ. Rồi hiện tại thì mình đang có Zephyr và Linh, Laurel, Crep, Thỏ Thợ, không phải Thỏ Thợ Mò, đang nói là Crep, Thợ Sử Cáp, Violet tại Omen, sĩ quan Viễn Chinh, đối phương có Thỏ Slim, Thỏ Thợ Mò, Malok Tiệt Hóa Trang, Nacross B-Boy công nghệ này. Rồi, thật ra thì bây giờ đấu danh anh em Liên Quân Mobile cũng ra mắt cả lâu rồi, vậy nên là bắt gặp trong những cái trận đấu mà có rất là nhiều những cái bộ trang phục đẹp thì cái điều này cũng không phải là bất ngờ đâu, tại vì bây giờ ai cũng có điều kiện rồi. Đấy, toàn những anh em có điều kiện thế nên là sắm sửa cho mình, cho bản thân rất là nhiều trang phục đẹp nha. Ok, đang mệnh danh là chùm đấu sĩ solo thì hôm nay thì mình sẽ từ solo với Thánh Nhân Ngộ Không xem hái trộm đào tiên ra nào. Phép bổ trợ ấy, định cấp con chim tôi á, làm gì mà căng thế. Rồi con chim thuộc về mình rồi đó, mang cái phép bổ trợ trừng trị đi là cực kỳ lợi nếu mà solo được. Ok, nào solo nào, solo trời ơi. Ngộ Không ơi, Ngộ Không ơi, lên đánh cho lên đồng, lên bờ xuống ruộng thế này. Ok, với vị tướng Omen này thì anh em có rất là nhiều cách có thể mang phép bổ trợ. Một là anh em có thể mang tốc biến, hai có thể mang cái gọi là cái gầm thét đi, ba là có thể mang cái trừng trị. Và hôm nay thì mình sẽ lên đồ cho anh em và giới thiệu các trang bị mang trừng trị, nâng đồ lên tê tái và có thể là solo kéo này. Rồi chạy mất rồi, solo một cách hiệu quả nha, nó khỏe sẵn rồi, anh em chỉ cần lên một chút đồ nữa thôi là giúp cho vị tướng Omen gọi là bất tử trong trận đấu rồi anh em ơi. Nào từ từ thôi, chạy mất tiêu rồi, té đi hết lính rồi kìa. Rồi rất là khó, đây là mình ghét những cái trận đấu mà gặp những cái thanh niên là ôm trụ, nhưng mà xác định là Ngộ Không trong trận đấu này ôm trụ dài, làm sao mà có khả năng là chống được vị tướng trùm solo tay đôi như thế này Omen mà. Ok rồi, thôi chết, té đi, hết, mình chưa có chú cuối mới đen chứ. Được yêu cầu, không phải mình đọc được rất là nhiều những cái suy nghĩ của anh em, đó là Omen là một vị tướng khá là phế. Phế nói chung thì đây là thắng bại tại kỹ năng thôi, vị tướng này không hẳn là phế đâu. Anh em thường thường là nói là vị tướng Omen phế trong combat. Cái biệt danh của vị tướng Omen này đó là chùm đấu sĩ solo, chứ không phải là chùm combat. Đấy, anh em nên nhớ điều này này. Suy nghĩ của mình đó là khi mà vị tướng này combat tổng ấy thì em cố gắng bắt xạ thủ bằng cách là len lỏi, làm sao mà có thể vơ được xạ thủ đối phương bằng cái chiêu cuối xích lại để có thể là hạ gục một cách dễ dàng. Nhưng mà anh em nên nhớ, khi mà hiện tại là đấu danh cao rồi, khi mà những cái người chơi cầm xạ thủ ấy thì đều có kỹ năng tốt khi mà giữ được vị trí này và đứng cạnh những cái vị tướng đỡ đòn, nên là Omen của chúng ta tiếp cận được những cái vị tướng như thế là rất là khó khăn. Đó, rất là khó khăn luôn. Rồi chỉ được cái lợi là khi mà solo đường không phải ngắn ngầm thanh niên nào thôi. Từ từ Ngộ Không nha, kể cả Ngộ Không trận đấu này mình cũng không ngắn ngầm một chút nào cả. Rồi làm gì đấy, bắt nạt Laurel này, xích luôn chiêu cuối, xích. Ok, mình bật chiêu thứ hai nên là chặn được rất nhiều sát thương. Rồi chạy đi, về đi. Một mạng này, chiến công đầu, cái mạng double kill rất thơm, tuyệt vời không mặt trời. Chưa gì được hai mạng rồi. Ok, hiện tại thì Na có đốt đẩy trụ à? Từ, bây giờ mình tới luôn này. Đẩy trụ lén mà không có hậu đâu. Rồi các trang bị cho mình thứ này mình sẽ để ở dưới phần trong clip này nha anh em ơi. Có chữ phát đấy mà hồi mình xích lại hết chạy. Khắc tinh của Nacross, khắc tinh của Murad, khắc tinh của những cái vị tướng mà có khả năng cơ động vượt rào hoặc là nhảy qua tường các thứ. Đấy là cái điểm lợi dành cho vị tướng Omen với chiêu cuối này. Ok rồi, hiện tại thì lao danh cao thủ thì mình cũng không bắt gặp nhiều vị tướng Omen đâu, căn bản là vị tướng này nằm trong kho báu, thế nên là không phải ai cũng có điều kiện để có thể là sở hữu được vị tướng này. Mỗi lần sở hữu
Hình như là mình chưa tắt cái này anh em ơi. Trời ơi. Ơ sao mọi lần mình ấn quay là nó mất cái biểu tượng là hình quay đi mà. Hôm nay lại hiện ra này. Rồi không sao. Đó. Từ từ đợi xíu mình kéo này. Kéo này xích luôn chứ cuối nha. Xích luôn. Chạy đâu thôi thôi. Nó rất là đáng tiếc cho trụ cứ bắn mình thế. Trời ơi. Anh trụ cho anh em mất nửa cây máu rồi. Chỉ vì một mạng thôi mà mình mất khá là máu nhưng không sao. Hỗ trợ được đồng đội là tốt rồi. Rồi. Đánh vị tướng này thì cố gắng đi đảo đường nha. Hầu như thì vị tướng Omen này là một vị tướng có khả năng cơ động bằng trừ thứ hai. Nếu mà mẹo anh em nói là bảy mẹo khi mà solo với Omen đi. Rất là đơn giản thôi. Khi mà solo với Omen mà anh em có thể là nhìn thấy các vạch của bên dưới của vị tướng Omen đúng không? Đấy, đánh 5 lần một phát là nó sẽ kích hoạt được nội tại vị tướng Omen. Ô, kéo. Rồi, khóa luôn trừ cuối hết chạy. Sao trụ qua bắn mình nhỉ? Buồn thế, siêu việt nha. Kéo ra để ăn mạng cái siêu việt. Rất là tuyệt vời. Solo với Omen thì khi mà Omen chưa bước vào trạng thái có nội tại thì anh em cố gắng đứng lại solo thoải mái. Mà khi mà cái vạch máu cái vạch bên dưới nội tại của người Omen màu đỏ thì mình khuyên anh em chạy đâu thế thơm. Mình khuyên anh em là nên chạy đi, đợi cho Omen hết cái nội tại đấy lại lao vào solo. Và nhưng mà rất là khó khăn cái điều mà khi mà không né được cái chiêu cuối của Omen thì chắc chắn anh em một điều là phải đứng lại thôi. Rất là khó nha, rất là khó có thể là thoát ra khỏi cái vòng tròn chiêu cuối của Omen. Đây là khi mà muốn thoát khúc ra ấy thì anh em phải né được chiêu thức. Chứ còn để mà Omen nhốt được vào ấy, để mà nhốt được vào rồi thì rất là khó có thể thoát được ra khỏi cái chiêu cuối của Omen. Rồi. Hiện tại team mình đang áp đảo với phút thứ 5 ăn 6 mạng rồi. Đấy, anh em thể nhìn thấy là cái việc khả năng đi ganh đảo đường bị tướng Omen này liệu hiệu quả như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ ra hỗ trợ nhá, từ từ thôi mấy chị ơi. Đẩy được cái đường kinh công rồi thì bây giờ phải đi hỗ trợ thôi, đừng có ôm chết dí cái đường đấy làm gì. Đây, cướp à? Cướp thì cướp luôn. Đó. Chưa gì mình đã thấy là cái vị tướng này lợi rồi. Solo kiểu gì mà ngộ không chậm sợ một vành. Ê, ngộ không chạy đi đâu hả ngộ không. Đấy, đánh vui vui thôi, ok một mạng nữa. Thích hái trộm đào tiên anh em ơi. Một mạng. Ôi thanh niên nào có rốt lại bắt đầu đẩy trụ trộm kìa. Không sao, bây giờ có Violet về rồi. Chạy đâu thôi, kéo ship rồi đẹp thế. Chơi vị tướng Omen thú nhất là cái việc mà khi mà anh em sử dụng chiêu cuối mà không trúng được mục tiêu ấy thì gọi là cung cốc luôn, mất luôn chiêu cuối. Đấy, từ Nakroth chạy đâu. Trời ơi, bây giờ mà có chiêu cuối thì hết chạy nha. Ôi, nó chạy mất rồi, đuổi nó. Thôi, nó lao kiểu gì vậy. Chạy đâu nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng bắt Nakroth nha. Mình có chiêu cuối mà, xích được. Ôi dồi ôi. Có mà lướt tìm tìm, ok. Một mạng nữa bá đạo rồi. Bây giờ gọi là chính thức mình rất là xanh. Đó, các trang bị cho vị tướng này không phải là mình lên rất là nhiều sát thương đâu, mà xem kẽ mình sẽ lên những cái đồ thủ cho vị tướng này, giúp cho vị tướng Omen của chúng ta trâu chó hơn khi mà solo với đối phương. Ok. Uầy, cái này chắc là trận này kết thúc sớm rồi anh em ơi. Khi mà team họ nét như tương. Ôi ôi, từ từ nha. Thôi mấy anh trai ơi, cứu em. Trời ơi, đau quá. Bật ngay cái chiêu thứ hai. Khi mà anh em đang bị chịu sát thương rất lớn, anh em cố gắng bật chiêu thứ hai, vì cái chiêu này sẽ giảm cái khả năng chịu sát thương của vị tướng Omen đi rất là nhiều. Đấy, tăng cái khả năng chịu sát thương lên. Đó, vậy nên là Omen gọi là chùm đấu sĩ solo thôi. Ngộ không quật chỉ mạng đau đến mấy, mình bật chiêu thứ hai thì nó cũng giảm đi rất là nhiều nha. Rồi mấy anh em từ từ thôi. Chưa gì một thanh niên nào viết mất một mạng rồi. Đó, trang bị cho vị tướng này thì mình có thể lên kiếm tri hôn này, giày hộ vệ này, thương loa này, kiếm Fenrir này, đó áo choàng băng giá và áo choàng gọi là đâu cái giáp hộ mệnh chứ, áo choàng băng giá và giáp hộ mệnh. Anh em thể nhìn thấy là nếu mà nói về trang bị này thì hầu như là về sát thương chuẩn thì rất là ít, đâu. Rồi có thì có sát thương chuẩn, nhưng mà mình nói về cái về khả năng là chí mạng thì rất là ít, chí mạng dành cho Omen không cần lên lắm đâu, chủ yếu là tốc độ đánh thôi. Omen điểm then chốt đó là tốc độ đánh là giúp cho vị tướng này khỏe hơn rất nhiều. Từ từ kéo này, kéo tôi xin chụp cuối cầm bay. Bay niềm tin bay tôi cái gọi là thiên nga gây cánh ma lốc ơi, ok xin luôn cái trụ này rồi. Vào đây nào, vào đây không ấy, căng thế là mình căng thế. Ok té té đi anh em ơi. Từ khi mà vị tướng này ra mắt thì đã có rất là nhiều anh em điên đảo để có thể mua được vị tướng Omen. Đấy,
Nói chung thì nó khỏe thì anh em cố gắng mua thôi. Mua mà leo danh tốt được thì vẫn mua. Phải đầu tư thì đầu tư thì mới có thể thắng được danh thôi. Trời ơi sao mình cứ bị dính cái chiêu cuối cổ vị tướng Thôi thôi đấy chưa thốn chưa. Mình nói rồi, khi mà chơi vị tướng Omen mà sử dụng chiêu cuối trượt thì rất là thốn nha. Rồi uầy. Ui không, vẫn chạy được kìa. Không thể để Nagroth chạy một cách như thế được. Bây giờ mình sẽ chặn đầu nha. Kiểu gì đi kiểu cũng ngon men bằng cây con bùa đỏ này. Bây giờ mình sẽ núp bụi. Đấy mình sẽ đứng đây chờ đợi con mồi của chúng ta. 3, 2, 1, giờ hồi chiêu cuối rồi, hết chạy. Chạy hộ tôi cái một mạng nữa. Xích cái chiêu cuối cơ mà chạy. Thanh niên còn hơi bị hoảng anh em ơi. Ok, rồi. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì ăn kinh công sớm cũng được, kết thúc trận đấu sớm cũng được, chả có vấn đề gì cả. Nhưng mà chủ yếu đi bây giờ cần phải phụ thuộc vào đồng đội thôi. Rồi, giao tranh, từ từ tới luôn. Ôi, đánh thế này làm sao mà sống nổi xạ thủ xanh thế này. Ok, rồi. Băng trụ luôn, cà rép trâu bò mà. Ôi thôi, sao cà rép chết sớm thế. Mình thấy là rất là nhiều giáp ảo mà sao chết sớm thế nhở. Kéo lại này, ok, một mạng nữa lên bảng. Rồi, 705. Rất là bá đạo. Ấy vừa nói bá đạo xong là ra phít bá đạo rồi. Ok. Rất là bá anh em ơi. Rồi đến thời điểm hiện tại giờ đối phương mới ăn được hai mạng thôi anh em ơi. Hai mạng nha anh em, mình nhớ là có hai mạng thôi, trời ơi. Gọi là lép vế quá rồi. Từ từ kéo về, kéo về, kéo về chiêu cuối, trời ơi hết chạy nha. Bây giờ thì sẽ phải đẩy trụ thôi, không nên kéo dài trận đấu. Thật ra thì kéo dài trận đấu thì đối phương cũng mất khá là nhiều thời gian để lên game được nha. Nhưng mà anh em nên nhớ là bây giờ mới ăn được hai mạng thôi và quái rừng thì đang bị team mình kiểm soát rất nhiều. Bây giờ lượng vàng bây giờ chỉ có làm cái gì đây, làm cái thể thống gì đây, mấy anh định làm cái gì làm loạn đây à. Ok một mạng nữa và bây giờ mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha. Và chết khá là nhiều rồi, còn mỗi vị tướng thuật sĩ thôi. Còn mỗi thuật Slim chắc chắn một điều là không thể thủ được nhà rồi. Ok. Ok, thẳng luôn, thẳng luôn. Mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây và cảm ơn người đã theo dõi video mình. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Yêu tất cả mọi người. Alan Team, bye bye.